Cho đến nay đã tròn 100 ngày cô gái trẻ Lương Hải như sinh năm 1999 mất tích bí ẩn. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc tìm kiếm nhưng tung tích cô gái xấu xố vẫn không có lời giải. Trên trang cá nhân của Lương Quỳnh Như, chị gái song sinh của Hải Như đăng tải những dòng trạng thái ngắn gọn nhưng khiến nhiều người xót xa. Quỳnh Như viết, 100 ngày, người ở nhà vẫn mong ngóng từng giây từng phút. Người đi tìm cũng đang cố hết sức, trời lạnh rồi, chỉ mong tìm thấy được một chút gì đó. Trong suốt 100 ngày qua, người nhà nạn nhân vẫn luôn miệt mài tìm con trong vô vọng. Ban đầu, gia đình tìm kiếm tập trung ở khu vực cầu Cù Sơn, Hoài Đức và cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai là những địa điểm tìm thấy dép, túi sách của Hải Như nhưng không có kết quả. Đến hôm 15 tháng 9, cảnh sát đã dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm Hải Như quanh khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Chó nghiệp vụ được tăng cường tìm kiếm tại các địa điểm như sông, hồ, ao làng, bãi tha ma. Ngoài ra, đội cảnh sát đặc biệt kiểm tra trước cửa nhà TNT sinh năm 1997, người yêu cũ của Hải Như. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa ra thêm manh mối mới. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, người nhà Hải Như cho biết trích xuất từ camera của nhà người dân gần nơi Hải Như thuê trọ. Có xuất hiện hình ảnh người yêu cũ Hải Như vác theo túi lớn ra khỏi phòng trọ đúng ngày cô mất tích. Quỳnh Như cũng khẳng định hình ảnh trên được trích từ camera ở nhà trọ của T trong ngày Hải Như mất tích. Điều đáng nghi là T ra khỏi phòng với một bao tải lớn trên vai. Điều này khiến gia đình của Hải Như cùng cộng đồng mạng không khỏi nghi vấn bao tải lớn kia chứa thứ gì và T đã đi đâu trong ngày Hải Như mất tích. Về phần bao tải lớn, bạn bè T khai là tối hôm đó T mang quần áo đi về quê, nhưng gia đình T lại nói rằng không biết gì về việc này. Quan trọng là định vị điện thoại Hải Như lại ở nhà T khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ 33 phút vẫn đang ở đấy. Điều này là một ẩn khúc lớn. Cứ cho là T không về nhà đi, thế bao tải kia đang ở đâu? Bên trong đựng những gì? T đã mang bao tải và đưa Hải Như đi những đâu trong suốt khoảng thời gian đến trước 3 giờ sáng ngày 15 tháng 7 sao? Quỳnh Như đặt nghi vấn trên trang cá nhân. Ông Lương Viết Tuyên 47 tuổi, cha của Hải Như, trào nước mắt khi nghĩ về con gái và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra manh mối, giúp gia đình tìm kiếm con gái để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Trước đó, ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, mất tích từ ngày 14 tháng 7. Theo gia đình, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Hải Như. Lần theo định vị, gia đình phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của Hải Như thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức. Chị gái nạn nhân tiết lộ Hải Như và người yêu cũ tên TNT sinh năm 1997 có mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. T từng chặn đường, hành hung Hải Như và bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không tiếp tục đe dọa hay làm hại người khác.